Đây là cái thịt nạc ở vai, cái genia lọc cái xương nè. Còn một phần thì mình băm nhỏ, sẽ nấu một chút cho mấy cả sau bột ngót. Còn lại mình sẽ chiên chung với cả cái gì ta, lá nốt và trứng. Thay vì phải cuộn thành cái chả nhưng mà làm biếng á, thì mình sẽ bỏ vô mình chiên luôn thành như kiểu chiên trứng vậy đó hàng. Đây, sao bữa ngót đã rửa sạch. Còn đây là lá nốt, Jenny cũng ngắt cọng cọng xong rồi rửa sạch, rồi mình xắt nhỏ. Mình đổ nước sôi lên, chuyên môn nấu bằng nước sôi. Càng sao của nó. Thơm mát. Đây là đồ để Jenny chiên trứng với cả lá nốt. Mình xắt nhỏ vậy hen, đó rồi trộn chung vô rồi chiên vậy thôi, nhanh gọn lẹ nè. Mình để chung vô nè, xong rồi mình bóp chung, bóp cho nó ngấm, ngấm gia vị với cả nó ngấm luôn cái mùi thơm của lá nốt vô đó. Đây cũng để thịt nó rời ra đó. Mình bầm chung với tôm vô cũng ngon nè. Hai chị Nhi đang bị dị ứng tôm, mình không có muốn. Đó. Rồi, đập trứng vô và trộn đều nè ha. Bỏ tiêu vô nữa thì nó thơm. Mình thì không có ăn nha. Đó, mình trộn nhẹ cho nó có cái độ kết dính vậy thôi ha. Thấy nhiều rau nhiều lá lốt cái chắc vậy, như bỏ thêm trái trứng, quả trứng vô nữa để xíu dầu cho nó. Đây là cách làm biếng nhất nhất quả đất luôn, nó sẽ không có đẹp nhưng mà nó cũng vẫn rất là ngon. Là biếng đó mình để lửa nhỏ nha, mình ướp cái đĩa vậy ha, làm như mình lật nó không có bể. Đây mình lật, mình để vậy đó, mình lật nó dễ nè. Sau khi lật ra nó ra vậy ha, lấy cái đĩa này cho ít vô rồi lật ngược lại như vậy. Thêm một chút rồi mình bỏ lại vô đó, rất là dễ. Đúng là mình sử dụng vậy dễ lắm, giữ lửa nhỏ nha, bạn giải thịt cái phần trứng, mà trứng thì chưa có cháy. Chiên tiếp một hồi bằng lửa nhỏ nha. Tại cái lòng của cái chảo này nó lớn cho nên là chị Nhi mới cần phải lấy cái đĩa ướp vô và lật lại. Còn nếu mà chảo nhỏ thì mọi người nó không cần thiết, thì mình có thể tự lật nó cũng dễ. Nhớ là phải để ít dầu thì mới lật dễ, chứ không có còn nhiều quá là mình phải bỏ dầu ra trước là mình mới ướp đĩa vô, không có nó phỏng tay nha, dầu nó đổ ra là phỏng tay nha. Trước khi lật á là mình phải để cái tay vậy nè, rồi mình lật lại nó dễ hơn. Đây là thành quả của Jenny bữa nay đó, giống như chả lá lốt vậy đó, nhưng mà mình chiên vậy đó lẹ ăn với cả Maggi hen. Đó, mà muốn để lại vô trong chảo thì vậy nè. Nhiều quá thì như anh đâu nhất một lần đâu, như bỏ lại vậy.